Ây da, gà đâm nữa rồi. Thì đây là gần tới đỉnh núi Rô. Có một cầu thang đi lên. Đâu có rồi, lên. Lên đi, lên đi. Có một cái hàng này. Cái này chưa nổi em không trời. Đó, đây là anh Thành này. Anh đang lên thang. Anh đang lên. Thang này do dân làm, là những cái hàng nát nhỏ nhỏ thôi. Là đi em. Em lên đi và chụp cho tóc. Ok. Đây là núi nè. Đá xếp tầng. Lại. Dạ trước quay lại. Đây vô. À, thấy cái hình thờ không? Chân nha. Đây, đây là cái hàng. Anh lên trống luôn đi. Mà có cái một cái nơi để thờ cúng. Ví dụ có chén bát đĩa này. Đi lên chóp cho mấy ông chụp hình nè. Đó là ông sư tu ở đây nè ha anh. Ông sư tu ở đây cũng trong đó. Đây là anh biết anh sư, ông sư tên gì không? Không biết nữa, lên đây có nè. Để sư bổn thích ca được. Mà lúc trước là ông mất tích lên hồi năm nào biết không Tuấn? Lúc chiến tranh Tây Nam mình, chiến tranh chỗ lúc bên đó đánh qua dạ chút mình đó.